Giả của bộ phim Đức Tôn Độc Đắc. Hiện tại thì Hà đang ở một ngôi nhà trong ở hiện trường phim, một bối cảnh của phim Đức Tôn Độc Đắc. Với bộ đồ mà Hà đang mặc thì ngồi với cái background và hồ bơi nhà cửa sang trọng về thì thấy có vẻ là không có hợp lắm đúng không? Và đúng là hồi trước đến giờ thì Hà toàn là đóng những cái vai, nói chung là vai phản diện, rồi những cái vai rất là dữ dằn, hung dữ. Nhưng mà cái vai hài á thì rất là phim điện ảnh thì đây có lẽ là vai diễn đầu tiên của Hà. Nó vừa đem đến cho Hà cái sự lo lắng, cũng như là cái sự thích thú, muốn khám phá ở bản thân mình, và muốn tìm một cái lối diễn mới, một cái lối diễn xuất mới để đem đến cho khán giả những cái hình ảnh cũng như là những cái câu thoại rất là vui nhộn để sau một ngày làm việc thì mọi người có thể xem qua bộ phim và cảm thấy là vui cười cùng nhân vật để giải tỏa được những cái mệt mỏi trong ngày. Lo lắng như khi mà vào phim trường thì cũng được sự hỗ trợ của bạn diễn và nhất là anh Hoài Linh, thì anh chỉ những cái lối diễn hài và duyên dáng mà còn là nó kiểu mà hài duyên và vô tư á, thì sẽ hợp với bản thân Hà hơn là mình thì mình không có biết cách diễn hài như thế nào, nhưng những câu hỏi của Hà để mà tương tác với mọi người á thì nó cũng rất là duyên dáng. Thì trong cái bộ phim và vai diễn này,